Ủa sao anh Phú, bữa nay không đi quay clip mà nằm đây hình thơ vậy? Hôm nay thứ mấy? Thứ bảy. Thứ bảy hả? Thứ bảy hình như mấy đứa nó đi học mà. Quên. Kha ơi là Kha, không nhớ gì hết hả? Bình thường là thứ bảy mấy em đó được nghỉ, nhưng mà dạo gần đây do thứ bảy là mấy em phải đi học để chuẩn bị cho kỳ thi đó. Ủa rồi kiếm anh có gì không Kha? Anh có nhớ cái clip tạo hình theo chữ cái của mình không? Nhớ chứ, mà clip đó là sao? Anh có đọc comment của mấy bạn không? Ủa là sao ta? Bộ clip đó bị lỗi hả? Dạ không phải, anh có nhớ chiếc xe điện độ của ai xuất hiện gần đây trong video của mình không? Chiếc xe điện độ là chiếc xe xuất hiện ở phút 21 50 mấy giây em Phú. Và người tiếp theo bỏ cuộc. À, anh nhớ rồi. Cái chiếc racking gì đó hả? Dạ. Trời ơi, chiếc xe còn thành nhái. Nó độ bữa giờ. Có nhiều bạn comment review chiếc xe đó anh Phú. Nhưng mà giờ là tụi nhóc nó đang đi học, mình không có review được. À vậy thì để chiều ghé nhà anh nhá chơi rồi mình review luôn anh Phú ơi. Ok, ha, chiều đi ha. Dạ. Nói chung là mình cũng có đọc một số comment của các bạn, nhưng là do là công việc nhiều quá các bạn thông cảm nha. Bây giờ cũng may là có cameraman là bạn Kha đây nhắc nhở, mình sẽ review cho các bạn xem. Các bạn đón xem vào chiều nay. Chào các bạn nha. Chào các bạn. Giờ mấy anh em mình bắt đầu đi xuống nhà bạn Thành để xem có lý do bữa giờ tại sao mà Thành không đi quay clip với mấy anh em mình nha các bạn. Chứ lại xuống dưới mua trà sữa uống luôn. À, anh Chè nè. Chè mới đúng. Nhưng không có bán trà sữa hả? Đúng vậy. Nhà Thành nhái nha các bạn. Còn Thành lát thì thôi mấy anh em mình nói sau đi. Thành lát chắc vô phương cứu chữa rồi. Chắc qua nhà Thành là ăn trùng á. Anh gì? Ăn trùng. Trùng gì? Trùng hay là trùng chiên gì? Thôi nó vui thôi nha. Bây giờ mấy anh em mình sẽ ghé nhà Bình Thành nhái để xem lý do bữa giờ tại sao không đi quay. Trong bàn tay tao bước lên bầu trời. Thường mày hát vậy đi, mà họ xe nó cho mày lên bầu trời thiệt luôn đó. Đúng rồi đó. Tao xuống nhà Thành nhái hỏi sao bữa giờ nó không đi quay nè. Tao cũng vậy, tao cũng phải xuống hỏi Thành nữa sao Thành không cho ái đi quay. Bạn ái của mày luôn. Mày gớm ta. Bạn ai? Bất giận bé ái của mày á. Của mày tao không có dành. Có nhàn Thành nha các bạn. Làm gì Thành? Ủa nó bay đi đâu hả? Qua kiếm mày hỏi chuyện nè. Chuyện gì? Chuyện là sao hổng giờ làm gì mà mày không đi quay? Việc gia đình mày vậy? Ồ, mấy ngày này chơi giờ còn đổ xe, cửa xe nữa nha mày. Rửa không? Thực dạng cái cưng yêu chứ. Ủa sao xe mày độ đẹp dữ Thành? Cho đi. Cho gì cho? Xe tâm huyết của tao đó. Quay bánh thử lại. Thôi, giật chết. Các bạn coi nè, đờ răng đồ các kiểu. Cái này là cà răng xuống đường á, chứ mà đờ răng gì. Ê Thành, cái này kia đập đít đá gì mà gắn vô đây hả? Bậy mày, cái nào kia đập đít đá? Sao nhìn thấy giống kia đập đít đá chứ ta? Ghẻ ghẻ lại đây tao cho mày coi này nè. Đít này cái gì đâu coi mày. Lộn lộn lộn. Con xe nè. Nó đốt lớp như cái đầu ông thì chùa luôn kìa. Coi à. Láng à. Mấy này không hiểu hết trơn á. Chạy xe mới đốt lớp đít bánh rồi chạy mới đã chứ mày. Nói chung là xe này độ rất là đẹp nha các bạn. Wow. Bánh trước bự sao nhỏ xíu. Ủa mấy tao nhầm. Xứng sao bự bánh trước nhỏ xíu mới đúng mày. Nhưng bản ba lai mà mày. Để thử cái kiện cho bạn coi nè. Đặng đút tay vô. Đút vô. Vậy cứ lu tay vô. Đừng lúc tay vô nhé. Nhỏ xíu à. Thôi. Dạ tay. Tôi bay né né thôi. Dẹp xe bay nghịch hoài rồi. Cứ ngoài bay ăn chè đi. Có gì tới vô ngủ sớm đi tôi mấy gì. Đi tôi bay đây ăn chè thôi mà. Mời tôi bay ăn chè nè. Cảm ơn em. Nè. Ái vô ngồi ăn chè chung cho vui gái. Chè ngon dữ nha. Sao ngon được, cô tôi bán mà. Bạn nào muốn ăn chè ngon nhớ ghé quán cô mình ủng hộ nha. Chè bao ngon luôn. Quán của cô mình nằm trước cửa nhà mình luôn các bạn. Đây có nhiều bạn fan hỏi tại sao mà Thành nhái bữa giờ không đi quay. Thôi Thành nhái trả lời cho mọi người cùng biết đi. Bên này bận học nè. Của gia đình rồi hạnh phúc. À. Còn mày mất thời gian đi đổ xe nữa đúng không? Bạn mày xe đổ có bao nhiêu lâu đâu. Dễ mà. Này có Ái đây nha các bạn. Chào các bạn. Thì Ái là em của Thành.
Nhiều bạn hỏi là Thành với Ái là như thế nào thì Thành với Ái là hai anh em ruột nha. Thưa các bạn, mình tên là Quả Sữa đây. Rồi chừng nào rảnh mới trở lại tim. Đợi khi nào bớt bài vở đi tao sẽ quay lại tim. Giờ bài nhiều quá à. Tao còn đi học thêm nữa. Thôi vậy khi nào chuyện học ổn định đi mày quay lại. Mang tao qua hỏi mày có nhiêu đó thôi đó. Ai gờ đâu mày mời chè cũng được. Sao đứa nào nữa không tao mời. Thôi mày mời vậy. Vậy mày. Thôi bay bay chiếc cốt nha.